Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chưa có quy định nào về việc người đang cách ly điều trị COVID-19 tại nhà vẫn phải tiếp tục làm việc, song căn cứ với tình hình sức khỏe, đặc thù công việc và tinh thần tự nguyện, nhiều F0 tại tỉnh Hưng Yên vẫn tích cực làm việc trực tuyến tại nhà. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, chị Trang đang làm việc tại một doanh nghiệp được tạm thời nghỉ việc để cách ly điều trị. Do không thấy các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, đau, rát họng nên chị Trang đã chủ động đăng ký với công ty để làm việc trực tuyến tại nhà với khách hàng và kiểm tra đôn đốc tiến độ giao nhận hàng đúng lịch với bộ phận sản xuất của công ty. Nhờ vậy mà các phần việc do bộ phận chị quản lý vẫn đảm bảo tiến độ. Em gửi đơn hàng bây giờ thì anh vào lịch giúp em nhé. Mặc dù là F0 nhưng mà tôi vẫn đang làm việc tại nhà. Tôi cảm thấy là được làm việc tại nhà như thế này thì nó giống như là giúp cho tôi giải phóng được tinh thần, lạc quan hơn và không nghĩ nhiều đến bận. Làm việc cũng giống như là một cách, một biện pháp để cho tôi tập thể dục. Là chuyên viên chuyên trách theo dõi về công nghệ thông tin tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Hưng Yên, dù đang điều trị COVID-19 tại nhà, song anh Côn vẫn tham gia vận hành hệ thống, duy trì phần mềm hướng dẫn công dân doanh nghiệp thực hiện hồ sơ trực tuyến. Hàng ngày tôi vẫn thường xuyên sử dụng các cái phần mềm quản lý văn bản để truy cập trên máy tính hoặc là sử dụng app ứng dụng trên điện thoại di động để truy cập vào phần mềm để theo dõi, kiểm tra xem xử lý các văn bản đi đến, truy cập vào các hệ thống như cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử để kiểm tra theo dõi các cái tình hình về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính. Tính từ đầu đợt dịch lần thứ tư đến nay, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh, có 5 trường hợp là F0 và 7 trường hợp là F1 làm việc trực tuyến tại nhà. Theo đánh giá so với làm việc trực tiếp, thì làm việc trực tuyến tại nhà hiệu quả công việc đạt từ 80 đến 90%. Do tình hình thực tế hiện nay, một số trường hợp F1 được bố trí khu vực riêng, đảm bảo khoảng cách và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Trên tình hình thực tế, sức khỏe đảm bảo và tinh thần tự nguyện của cán bộ công chức, chúng tôi đã chia ra những cái phần việc có thể làm việc trực tuyến tại nhà để các đồng chí nếu đảm bảo điều kiện sức khỏe sẽ vẫn liên tục giải quyết công việc trực tuyến với cơ quan và không làm gián đoạn quá trình giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Tùy vào đặc thù công việc hiện nay, có không ít các trường hợp là F0, không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đang làm việc trực tuyến tại nhà. Đây là tinh thần tự nguyện dựa trên điều kiện sức khỏe đảm bảo của mỗi F0, cũng như thể hiện trách nhiệm cao trước công việc được giao. Tuy nhiên, các F0 cũng cần lưu ý khi làm việc tại nhà và luôn theo dõi sức khỏe của mình. Nếu có bất thường, phải báo ngay cho cơ quan y tế đơn vị để xử trí kịp thời.